Barcelona thua sốc Monaco, chênh vênh bờ vực playoff Champions League. Chuỗi 5 chiến thắng ở La Liga không tạo đủ động lực để Barcelona tìm kiếm một khởi đầu thuận lợi tại Cúp châu Âu khi thua sốc 1-2 trước Monaco và đối mặt với nguy cơ trùng trùng. Monaco chưa từng được xem là một tên tuổi lớn tại châu Âu, kể cả ở khoảng thời gian họ sở hữu siêu sao Kylian Mbappe. Tuy vậy, việc đội bóng công quốc này thường xuyên góp mặt ở Champions League cho thấy họ chẳng phải một đối thủ tầm thường dù luôn phải bán đi những cầu thủ tốt nhất cho các A đại gia. Từng thắng 9 Barcelona ở giải giao hữu Trofeo Joan Gamper hồi trung tuần tháng 8 với tỷ số 0-3. Monaco rạng sáng ngày 20 tháng 9 lại tiếp tục khiến cho gã khổng lồ La Liga thêm một phen khốn đốn khi đôi bên chạm trán ở lượt trận mở màn vòng loại Champions League. Chuyến làm khách đến sân St. Louis 2 của thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick khó khăn gấp nhiều lần so với tính toán ban đầu. Mới phút thứ 10, đội khách đã phải nhận thẻ đỏ lãng xẹt sau tình huống phối hợp khá tệ của hàng thủ. Thủ thành Ter Stegen phát bóng khá cẩu thả, buộc Eric Garcia phải phạm lỗi với Takumi Minamino bên rìa vòng cấm và trọng tài đã trút quyền thi đấu của trung vệ này. Mất người từ rất sớm, lối chơi của Barcelona trở nên bị động và mọi tính toán gần như đổ vỡ. Chỉ sau đó 6 phút, đội khách nhận bàn thua đầu tiên khi Magnes Akilau đi bóng thẳng vào vòng cấm địa Barcelona rồi thực hiện cú đá chìm hiểm hóc, đánh bại thủ thành Ter Stegen để mở tỷ số cho Monaco. Lamine Yamal đã thi đấu rất hay từ đầu mùa ở La Liga và tuyển thủ trẻ Tây Ban Nha này lại có dịp tỏa sáng ở Champions League. Phút 28, Yamal đi bóng khéo léo rồi tung ra cú đá quyết đoán từ bên ngoài vòng cấm, giúp Barcelona gỡ hòa 1-1. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết hiệp 1 không phản ánh một thế trận cân bằng mà ngược lại, Barcelona luôn bị đặt trong tình trạng báo động bởi hàng thủ thi đấu rất thiếu tự tin trong cảnh mất người. Huấn luyện viên Hansi Flick có lẽ chưa từng gặp tình cảnh này với Barcelona nên không có bất cứ điều chỉnh nhân sự nào để lấp khoảng trống. Thi đấu phập phù công yếu thủ dở, phút 71, Barcelona nhận thêm bàn thua thứ nhì sau pha đi bóng nửa sân rồi dứt điểm quyết đoán của Jasper Eilenkeng. Thua trận 1-2 trên sân khách, Barcelona tạo bất ngờ lớn sau lượt trận đầu tiên, rơi xuống nửa cuối bảng xếp hạng nơi các đội bóng có nguy cơ bị loại hay ít rủi ro hơn một chút là khả năng phải đi tranh playoff.